Nguyễn xin chào tất cả quý anh chị nha. Hôm nay Lộc Nguyễn cũng là làm một cái sứ mệnh là cầm một bảng heo vàng nè, một cái bức tranh để tri ân khách hàng. Hôm nay cũng nhân dịp giao sổ cho chú luôn. Và quý anh chị nào mà có xem kênh nhà đất Lộc Nguyễn thì cái căn nhà này nhìn rất là quen thuộc phải không ạ? Đó thì để kiếm được chủ sở hữu rồi quý anh chị ơi, thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị đi vào bên trong để gặp cô chú ha. Rồi con chào chú Chiêu. Dạ. Chào người hai cháu. Rồi, con gửi chú Đây. một bức tranh ha với con heo sổ. Chú ngồi đi, chú Chiêu ngồi đi, con ngồi bên đây. Dạ. Dạ, con để dưới đây ha. Đây là sổ của chú Chiêu nè, thì sổ này con vừa nhận nhận về luôn, sổ này sổ mới thì chú Chiêu kiểm tra lại á, coi đúng tên đúng địa chỉ với đúng ngày sinh chưa. Rồi đúng rồi đấy. Dạ. Bữa giờ về ở được bao lâu rồi chú? Về ở đây cũng được mười hai mấy ngày rồi. Dạ. Rồi từ đầu đầu tháng năm này về đây rồi. Chú Chiêu sử dụng bên nhà đất Lộc Nguyễn á, thì chú Chiêu cảm nhận con hỗ trợ chú Chiêu sao ạ? Chú Chiêu góp ý để mốt con hỗ trợ mấy khách khác hoàn thiện hơn á. Dạ. Chú xin cảm ơn với thầy tự cháu Dạ. để giúp đỡ chú kiếm được căn nhà Dạ. vừa ý. Bên đồng nghiệp của tụi cháu đó rất là nhiệt tình, Dạ. làm rất là có tâm. Chú xin cảm ơn. Rồi, dạ. Cảm ơn chú Chiêu và cô đã tin tưởng bên nhà đất Lộc Nguyễn ha. Rồi cũng con cũng hoàn thành nhiệm vụ là giao sổ tận tay cho chú rồi. Thì cũng chúc chú và gia đình có thật nhiều sức khỏe nè, rồi làm ăn phát tài phát lộc. Dạ. Dạ, và con cảm ơn chú. Cảm ơn. Dạ.